Mới đây, Toyota vừa giới thiệu đến khách hàng toàn cầu những hình ảnh mới nhất của mẫu xe gầm cao đa dùng Grand Highlander. Được biết, mẫu xe gầm cao cỡ trung này được chia sẻ chung nền tảng với chiếc Highlander. Toyota cung cấp 3 phiên bản lựa chọn cho Grand Highlander, có XLE, Limited và Platinum. Grand Highlander hướng đến sự thoải mái của hành khách cũng như độ rộng rãi ở khoang xe. Toyota cho biết, khi gập ghế xuống, chiếc xe có thể tích lên tới 2.775 lít, nhiều hơn khoảng 396 lít so với Highlander. Ngay cả khi có người ngồi ở hàng ghế thứ 3, cốp xe sẽ đủ rộng để chứa tới 7 vali xách tay. Không giống với Highlander, hàng ghế thứ 3 ở Grand Highlander có không gian đủ rộng cho người lớn ngồi thoải mái. Hơn nữa, hàng ghế thứ 3 cũng có một số tiện nghi như cổng sạc USB, hộp để cốc và chỗ chứa điện thoại hoặc máy tính bảng. Chiếc xe có hai tùy chọn vành 18 và 20 inch. Trong khi đó, cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn. Chiếc xe còn có tới 13 hộp đựng cốc và 7 cổng sạc USB Type-C để đáp ứng nhu cầu. Hành khách ở hàng ghế thứ 2 cũng có bảng điều khiển điều hòa không khí và Grand Highlander có cấu hình ghế độc lập ở hàng ghế thứ 2. Ở khoang lái, Grand Highlander có màn hình giải trí 12,3 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây theo tiêu chuẩn. Chiếc xe còn có tới 2 bộ sạc không dây và khay chứa máy tính bảng. Grand Highlander được tích hợp sẵn ốp cắm điện 1.500 W, dàn âm thanh 11 loa của JBL, ghế lái chỉnh 10 hướng và 8 hướng ở ghế phụ lái. Toyota cho biết Grand Highlander có tới 3 tùy chọn hệ truyền động, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố. Nhà sản xuất này bật mí, bản tiêu chuẩn sẽ có 2 lựa chọn, đó là động cơ xăng 2.4 lít và động cơ hybrid 2.5 lít. Riêng các bản cao cấp nhất sẽ sở hữu hệ thống truyền động Hybrid Max của Toyota. Lần đầu tiên được giới thiệu với Grand, hệ thống điện hỗ trợ tạo thêm 30 mã lực cho chiếc SUV cỡ lớn, tạo ra tổng công suất là 362 mã lực và moment xoắn 542 Nm. Grand Highlander Hybrid Max sẽ có thể tăng tốc lên 96 km/h trong vòng 6,3 giây. Xe có sức kéo lên tới 2,2 tấn.